Các đầu bếp ở đặc khu kinh tế Hồng Kông, Trung Quốc mới đây đã tham gia một cuộc thi ẩm thực với nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người về ngành công nghiệp ăn uống trong bối cảnh đại dịch, cũng như thúc đẩy quảng bá văn hóa ẩm thực. Trong khi đó, nhiều nhà hàng đang thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi chỉ giới hạn một nửa lượng khách so với bình thường, tập trung nhiều vào việc bán hàng cho khách mang đi để hạn chế thua lỗ. Chúng tôi đang chuyển đổi hướng tới khách hàng đại trà thay vì phân khúc khách hàng cao cấp như trước. Chúng tôi cố gắng hạ giá để có nhiều khách và được yêu chuộng hơn. Đó là chiến lược hiện tại của cửa hàng. Hiện tại, ngành dịch vụ ăn uống của Hồng Kông cũng đang hướng tới thị trường lớn là khu vực Vịnh Lớn, kết nối Hồng Kông, Macau và một số thành phố phía Nam Trung Quốc.